Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại em đang ở đây là cơ siêu thị Cốp Mắc thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Đường này là đường Hồ Văn Nhánh nha anh chị ơi. Đó, và nơi đây là có những cái cửa hàng, những cái shop quần áo cũng như là những cái dịch vụ gần đây rất là tiện ích luôn nha anh chị. Nơi đây là khu phố 8 phường 5 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Kế bên là bến xe Tiền Giang luôn nè anh chị ơi. Đó, nơi đây là trung tâm thành phố nha anh chị, trong nội ô luôn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với anh chị là những cái nền đất mình có thể mình về mình xây nhà nha anh chị, ngay trong nội ô thành phố luôn và giá rất là hợp lý nha. Và từ siêu thị Cốp Mắc á, mình đi vào trong những cái nền đất của mình á, là 860m nha anh chị. Hướng này anh chị đi thẳng hoài luôn thì mình sẽ ra ngay chỗ rừng xà cừ nha anh chị, cà phê rừng xà cừ ngay quốc lộ 60 nha anh chị ơi. Đó, ra ngay chỗ bệnh viện đa khoa Tâm Minh Đức nha anh chị. Đó, và trục đường này là đường Hồ Văn Nhánh nha anh chị. Thì em sẽ chạy vào trong những cái nền đất của mình cho anh chị xem ha. Những nền đất của mình á, là sổ hồng riêng hết luôn nha anh chị ơi. Nơi đây là khu phố 8 phường 5, anh chị nhìn thấy á, xung quanh hai bên nhà dân rất là đông luôn nha anh chị ơi. Tại vì đây là khu vực nội ô, cũng như đây là con đường khá là đông đúc luôn nha anh chị ơi. Từ siêu thị mình đi vào tầm khoảng 860m là mình đến với nền đất của mình nha anh chị. Và điều đặc biệt nữa là những nền đất của mình á, là đường ô tô nha anh chị, đường xe 7 chỗ mình vào thoải mái luôn nha anh chị. Khu vực này rất nhiều hàng quán cũng như là nhà dân ở đây rất là nhiều, người ta xây biệt thự đây cũng rất là nhiều nha anh chị. Khu vực phường 5 thành phố Mỹ Tho nha anh chị ơi. Đó, anh chị chạy vô tầm khoảng vài trăm mét là mình sẽ đến với lại một cái ngã tư nha anh chị. Một cái ngã tư này á, nếu mà anh chị quẹo phải mình cũng sẽ ra quốc lộ 60 nha anh chị, đi thẳng cũng ra quốc lộ 60, nhưng mà mình sẽ quẹo trái nha anh chị. Mình quẹo trái mình vô cái đường 3,5 tấn nha anh chị ơi. Đó, đường này là đường bê tông 3,5 tấn nha anh chị. Nơi đây là dân cư rất là đông đúc luôn nha anh chị. Đó, thì mình đi tầm khoảng 860m từ ngay Cốp Mắc mình đi vào trong này là đến với nền đất của mình nha. Đó, mình chạy qua cái nhà lầu màu vàng này nè. Đó, rồi mình chạy thêm chút xíu nữa là sẽ có một cái hẻm bê tông rất là rộng luôn nha anh chị. Hẻm này là xe 7 chỗ mình đi thoải mái luôn nha anh chị ơi. Cái này em quay trực tiếp cho anh chị thấy cái đường đi luôn cho mình dễ hình dung ha. Đó, mình quẹo vô trong này. Đó, anh chị coi vậy chứ rộng lắm nha anh chị ơi. Cái hẻm này rất là rộng nha, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ mình được, mình vô thoải mái luôn. Đó, và mình đi tới đây là anh chị nhìn thấy trong khu này á, là nhà dân nhiều cũng như là cái đất ở đây rất là nhiều nha anh chị. Ở đây em cố tình quay chiếc xe hơi Vios, anh chị thấy không? Đó, nó chạy vô đây mà còn dư một khúc luôn nha anh chị ơi. Và những cái nền đất của mình anh chị quẹo trái nè. Đó, anh chị nhìn thấy nguyên một cái dãy nhà dân người ta đang ở không anh chị? Đó, nguyên một cái dãy nhà dân người ta đang ở. Thì bên tay trái là nhà dân và bên tay phải là những lô đất của mình nha anh chị. Thì bên tay phải những lô đất của mình á, là đều có sổ hồng riêng hết rồi nha anh chị ơi. Mặt bằng thì cao ráo nha anh chị. Đó, mình về là mình xây nhà ở được liền luôn nha anh chị. Và những nền đất của mình có diện tích á, là ngang 4,12, dài là 18,23, tổng diện tích là 75m², full thổ cư, pháp lý là sổ hồng riêng, hướng là hướng đông nam nha anh chị ơi. Đây là những nền đất của mình, thì ở đây em có là 4 lô liền kề nha anh chị. Đó, có cấm trụ ranh giới rõ ràng hết luôn nha anh chị ơi, đối diện với nhà dân người ta nha anh chị. Và giá của mỗi nền anh chị thì giá chào bán là 1 tỷ 050 triệu, còn thương lượng trực tiếp chính chủ luôn nha anh chị ơi. Ở phía bên kia là nhà dân rất là đông luôn nè anh chị. Nơi đây là khu phố 8 phường 5 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, đường là đường ô tô 7 chỗ nha anh chị ơi, mình đi thoải mái luôn nha anh chị. Đó, nhà dân hiện hữu, dân cư điện nước đầy đủ nha anh chị ơi.